Hello, xin chào các bạn. Hôm nay ngày 8 tháng 3 năm 2021, mình sẽ đi vào thành phố và sẽ quay cho các bạn xem cái thành phố nhỏ nơi mà mình đang sinh sống hiện tại. Thì hôm nay thành phố là ngày nghỉ cho nên là nó cũng hơi là vắng người. Rồi, các bạn ơi, bây giờ bắt đầu mình xuất phát đây. Thì đó, mình sẽ quay cái thành phố. Từ nhà mình ấy thì đi vào trong trung tâm thành phố thì mất khoảng 5 km. Còn đi đến cái nơi làm việc ấy thì 7 cây. Thì bọn mình toàn phải di chuyển bằng xe thôi. Đông đều phải tu bổ sửa chữa. Thì thời tiết bên này nó rất là khắc nghiệt, mùa đông lạnh, có những cái năm lạnh đến âm 15, 20 độ. Nên là đường xá bên này nó rất là chóng hỏng. Phố vừa nằm ngủ đông, các bạn thấy là cây cối này vẫn còn im lìm. Đấy, chỉ khoảng nửa tháng nữa hoặc cùng lắm một tháng nữa thì bắt đầu là sức sống sẽ trỗi dậy và cây cối sẽ sạch tươi và sẽ phát triển rất là nhanh. Đó, các bạn nhìn thấy hàng cây hai bên đường này trụi hết cả lá. Thế nhưng mà khoảng một tháng nữa mình sẽ lại đi con đường này, mình sẽ lại quay lại. Thì các bạn sẽ thấy là cái sức sống của nó mãnh liệt như thế nào. Tức là nó cây lá chồi non, nó mọc rất là nhanh khi mà thời tiết nó ấm lên. Và mùa hè thì đẹp, rất là đẹp. Đẹp thôi rồi, mình sẽ đợi mùa hè mình sẽ quay một số những cái view đẹp ở cái thành phố này và tất cả những cái thành phố khác ở trên Ukraine này, mình sẽ quay lại để lưu giữ làm kỷ niệm. Đấy, có quán ăn McDonald's. Đi qua một cái quảng trường. Cái quảng trường này nó gọi là quảng trường để mà lưu giữ những cái người chiến sĩ vô danh. Trong này nó có một cái tượng đàn các chiến sĩ và ngọn lửa. Cái ngọn lửa thì bình thường người ta hay gọi là ngọn lửa những kiểu, nhưng mà nó cháy suốt ngày suốt đêm, bao giờ tắt, hết năm này qua năm khác, không thể để nhớ những người anh hùng mà đã xuống để bảo vệ thành phố. Bên trái đây là trung tâm siêu thị, trước mặt là nhà ga, ga xe lửa. Ở đây muốn đi đâu khắp Ukraine thì ra đây. Cây cối nó ra lá, nó sẽ đẹp và nó sinh động hơn rất là nhiều, quang cảnh nó cũng sẽ đẹp hơn. Thế nhưng mà mình muốn là mỗi một mùa mình sẽ quay một cái video để xem và cảm nhận được là mỗi một mùa như thế này, thời tiết, cuộc sống, những không khí, con người như thế nào. Đang đi
qua chỗ này là chỗ khu chợ trung tâm này. Chợ trung tâm hôm nay mùng 8 tháng 3 nên người ta bày hết cả hoa ra ngoài đường, người ta bán chủ yếu là toàn hoa này. Toàn là hoa đấy các bạn. Hoa rất là nhiều. Đây hoa, hoa tulip Hà Lan đấy. Còn đây là bông mimosa. Cái hoa mimosa này sẽ ở Đà Lạt mình nhiều lắm mà sao ở bên này nó cũng có rồi thế nào nhỉ? Mình không hiểu nữa. Đấy, hoa mimosa, hoa nước bài nó mua rất là nhiều. Đây. Đó. Đây. Hôm nay mình tám nước bài đấy. Dân chỉ có đi mua hoa đây, đang đi mua hoa đấy các bạn. Đi mua hoa thôi. Còn hoa đó. Слышишь, Женя? У нас по-любому попрется к детям. Да? Даже не знаю, да, и hoa đây là đồ lưu niệm. À, thế tí mình thì hỏi một bông hoa chu pan xem giá bao nhiêu để các bạn biết nha. À, mimosa con cân stoi. À, один ветки, да? À, спасибо. Đấy, một cành con đấy là 40-50 đồng, tức là khoảng 2 đô la. Giá cũng rẻ mà. А чу пан сколько стоит? 20 гривен за одну, да? А, спасибо. Đấy, một cái bông hoa chu pan ấy, nhà mình gọi là hoa tulip ấy, thì là giá 20 đồng, tức là nó khoảng 70 sen, chưa đến 1 đô. Đấy, thì đó, mình đi tiếp nha. Đó, à, thế mình sẽ vào một cái cửa hàng hoa quả này để mình hỏi giá cho các bạn biết giá hoa quả ở bên này như thế nào nhá, để so sánh với thị trường ở các thành phố khác với ở Việt Nam nhá. Đây, mình sẽ vào cái cửa hàng này. Ôi, Natasha, привет, как дела? Нормально. Как торгую? Нормально. Нормально? Вот, посмотри. Это мандарин. Мандарин. Измир. Ага. Это Испания? О, да, да. Испания, да. Ай. Это quýt từ Tây Ban Nha nhé. Giá là 40 grip. 40 grip thì tương đương với lại khoảng 1 đô rưỡi. Đó, quýt Tây Ban Nha. Đấy, còn kia là cam nhé. Cam này là từ Egypt, Ai Cập. Đấy, giá thì 35 grip, tức là tương đương với khoảng 1,5 đô la. Còn đây là quả hồng Saron. Đấy, quả hồng này thì à, это Saron откуда? Какой страна? À, quả hồng này là của Azerbaijan các bạn nhé. Đấy, mà giá là 50 grip 1 kg. Đấy, tương đương sấp xỉ 2 đô la nhưng mà cũng chưa đến khoảng 1,8 đô la gì đấy. Đấy, thì còn tiếp. À, đây là cái quả lựu các bạn ạ. À, granat. Ôi rẻ lắm, có 30 đồng thôi. Tức là sấp xỉ hơn 1 đô một tí thôi. Đấy. Granat này cũng của Azerbaijan.
còn táo đây. Táo thì rẻ lắm. Táo đây 20 grip chưa đến 1 đô. Đấy loại ngon mà đắt nhất của cửa hàng này đây. Táo Ligon đây, ở miền Tây Ukraine này, mà cũng chỉ có 20 grip 1 cân đây. Đó các bạn xem, táo rất là nhiều, giá rất là rẻ. Đấy, đấy hoa quả đây. Còn khoai tây. Đấy, khoai tây thì đây các bạn nhìn, khoai tây là 12 đồng 1 cân. Đấy, khoai tây 12 đồng nó cũng rất là rẻ. Đấy, thế mình sơ qua một số những cái giá cả về hoa quả cho các bạn nắm được. So, spasibo. Đất đà nha. Khâu cuối cùng trong ngày hôm nay nữa là phải mua hoa. Xem chọn bó hoa đẹp đẹp về để cho bà xã đấy nha. Xong rồi có gì thì hẹn các bạn ở những video tiếp theo.